Dân chúng Tunisia biểu tình phản đối chính phủ đương nhiệm tại thủ đô Tunis. Tương tự Tunis, hôm thứ tư, hàng trăm dân chúng tại thủ đô Tunis xuống đường tuần hành biểu tình tại đại lộ Habib Bourguiba nhằm phản đối chính phủ đương nhiệm và bộ trưởng nội vụ phải từ chức. Em trai của một nạn nhân đối lập bị ám sát trả lời tới giới truyền thông địa phương rằng một người bạn đang đợi anh Chokrit Billy ở trước cửa. Vẫn bình thường, Sokri vừa bước ra khỏi nhà, nhiều tay súng làm mặt chạy qua và bắn nhiều phát đạn. Thi thể của anh Sokri trúng đạn, chảy máu khá nhiều và sau đó đã tắt thở trước sự chứng kiến của người vợ. Người em trai là Abdel Majid dẫn đầu đoàn biểu tình trước văn phòng Bộ trưởng Nội vụ, lên tiếng phản đối chính quyền đương nhiệm Tunisia, đã gây ra cái chết qua sự việc sử dụng các tay súng ám sát thành viên trong các phong trào đối lập. Anh Abdel nói rằng người anh trai Chogri bị ám sát là bằng chứng hiển nhiên tới các phong trào đối lập tại Tunisia về những âm mưu triệt tiêu các phần tử đối kháng từ chính phủ đương nhiệm. Chính phủ muốn mọi người dân hãy câm miệng lại, nếu không sẽ bị giết hại. Để độc quyền Nada muốn nắm quyền điều khiển tại quốc hội. Abdel Madrid nói thêm rằng Ansori đã nhận được nhiều lời nhắn hăm dọa sẽ bị thủ tiêu nếu tiếp tục xuống đường đấu tranh chống lại chính phủ. Và một ngày trước khi bị ám sát, trên máy điện thoại cầm tay cũng nhận được những lời hăm dọa tương tự. Không ai khác hơn Bộ trưởng Nội vụ Ganouchi tiến hành sử dụng các tay súng thủ tiêu các phần tử đối lập. Mọi người dân tại thủ đô Tunis đấu tranh đòi quyền công lý, chính quyền hiện hữu điều tra và làm sáng tỏ sự việc ám sát trên. Song song đó, Bộ trưởng Nội vụ phải từ chức